Vậy là trong đêm tiệc, mà trên thế giới người ta gọi là ngày lễ của niềm tin và của tình yêu, Trấn Thành và Harry Won đã minh chứng rằng tình yêu luôn luôn có thật, dẫu người ta phủ nhận nó. Đứng bên cạnh tôi lúc này là một nam nghệ sĩ luôn được biết đến là người mang lại nụ cười cho người khác, nhưng cũng đã không ít lần rơi nước mắt vì tuyệt vọng tìm nụ cười cho chính mình. Đứng bên cạnh anh ấy là một cô gái luôn mang lại những ca khúc, những cuốn phim kể về tình yêu và tả về tình yêu cho người ta tin rằng đó là có thật, nhưng lại bị lên án khi chính cô chạm được đến tình yêu của mình. Và cùng nhau họ đã vượt qua điều đó. Và cùng nhau, tôi không nói rằng sau ngưỡng hôn nhân, xin cầu chúc cho đường đời của họ không bao giờ sẽ còn chông gai nữa, vì mang vào nghiệp mệnh làm hai nghệ sĩ, chông gai là điều họ tìm đến. Nhưng từ nay Trấn Thành và Harry Won sẽ đi qua mọi chông gai cùng với nhau. Và trước mặt quý quan khách, giờ phút này là giờ phút họ trao cho nhau lời tuyên xưng chân thành nhất với tình yêu vĩnh cửu. Xin mời anh. Xin cảm ơn Miu, xin cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã đến đây để chứng kiến giây phút thiêng liêng này. Và em có đồng ý làm vợ anh không? Hỏi anh gì đi. Hỏi anh gì đi. Anh có thể nuôi em hết suốt đời được không? Ai đùa. Bây giờ tặng nhau một món quà nhé. Phút, nơi mà Trấn Thành sẽ cầm tay một người phụ nữ mà từ nay về sau tôi sẽ gọi cô ấy bằng hai tiếng mình ơi. Những tin đồn về việc bị đám cưới từ một cặp đôi của showbiz Việt, chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên thường trú tại Việt Nam để cập nhật thông tin này. Tình hình đã bản sao rồi cơ? Sau khi nhận được tin chấn động này, chúng tôi đã ngay tức kết nối với người dân trên toàn thế giới để mở cuộc điều tra khẩn cấp. Cái gì? Cưới nhau? Chắc cũng nhầm lẫn như trao nhầm vương miện chứ gì? Điều đó cũng có thể xảy ra một lần nữa. Đó là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta có thể tin vào điều đó. Thích thì cưới thôi. Có một tin dịch gâm là Trấn Thành với Harry sắp đám cưới. Trời, cái gì vậy trời? Tôi đang tỉnh hay mơ vậy? Tôi dám khẳng định, đây không phải là sự thật. Bây giờ mà kêu tôi là tổng thống thì được chứ, tin cái chuyện này là không bao giờ. Nghe có vẻ như là khó tin đúng không? Lúc ta trên đường thì cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Tốt quá, tự nhiên nghe xong muốn xỉu luôn vậy đó. Tôi có nghe lầm không vậy? Thực sự là quá bất ngờ.
Thầy nói lấy về đâu nè? Anh với Harry đám cưới hả? Thiệt không? Ờ không có đâu. Có chừng scandal hay gì đó. Cái gì? Đám cưới à? Đó là sự thật à? Cả một showbiz sẽ sừng sốt. Dù rất có nhiều lý do, nhưng mà lý do duy nhất của Hà đó chính là không ở Trấn Thành lại đàn ông như thế. Hạnh phúc, bất ngờ. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người tiếc, nhưng mà tiếc hay không tiếc thì họ vẫn đến với nhau. Hà thì cũng phải bất ngờ. Không bất ngờ đấy. Ờ, không bất ngờ lắm. Đáng lo suy nghĩ là ở đây anh vừa cãi này. Ở xứ Hàn là kim chi. Kim chi cái mùi nó khác mùi vừa cãi. Có ăn được không? Đó, rồi ăn bấm đêm bấm rút được không? Ráng cố gắng đi. Tôi đã trông chờ cái ngày này từ cách đây 49 năm về trước. Chúc mừng. Chuyện đám cưới mà tất nhiên là vui mừng trước tiên đã. Lên xe hoa về với nhau tôi cảm thấy rất là vui. Không ai mà không ghét yeah. Bởi vì đây là một cặp quá xứng đôi của lứa. Con một lứa chứ, con một lứa quá. Thầy cảm thấy bất ngờ gì hết. Đối với Khả Như thì những người mà yêu nhau và đến với nhau đó là những người gan dạ. Hả? Cái gì? Trấn Thành đàn ông cưới với Harry Won à? Thì nghe qua thì cũng giật mình. Mình thường thì mình nghe đây tưởng là tim tim giáp. Sau hàng ngàn ý kiến, chúng ta vẫn còn hoang mang. Vậy là có đám cưới hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Các bạn hãy bấm subscribe cho Giải Trí Niu nhé.